sẽ là cái nhân vật chính của cái video của chúng ta ngày hôm nay. Chắc chắn là tất cả những cái người mà yêu quý chó và yêu thích cái cún cưng đều biết đây là cái giống chó gì. Một cái giống chó rất là nổi tiếng trên thế giới, một cái giống chó mà luôn luôn đồng hành với cả cái hình ảnh của nữ hoàng Anh. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một handler nổi tiếng và một handler kỳ cựu trong cái làng chơi chó dog show tại Việt Nam. Và đây là một cái chú chó cực kỳ nổi tiếng. Thì anh em mình sẽ cùng tìm hiểu nhá. Xin chào Hà nhá. Chào anh. Chúc sức khỏe. Ok. Đây là nhân vật chính này. Con này của mình là tên là gì em? Tên là Zico anh. Zico à? Vâng. Wow. Zico, xin chào Zico nhá. Bộ mặt cười đẹp luôn. Bây giờ anh em mình sẽ tìm cái chỗ nào mà rộng rãi thoáng mát để mà nói chuyện với chú chó này cho mọi người được xem nhá. Đây anh em mình ngồi xuống đây đi. Đấy, cái chỗ đoạn này. Hôm nay bọn mình sẽ quay một cái ký sự như kiểu đường phố thôi. Thì bọn mình chọn một cái góc rất là thoáng mát và đẹp và cũng ít người. Đó. Zico này là về chỗ Hà là từ năm bao nhiêu? Về em từ năm 2017. 17. Bây giờ là 3 năm rồi. 3 năm. Và tuổi của nó là khoảng tầm 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi. À. Và Zico là đã trải qua những cái kỳ dog show rồi chưa em? Zico được đi dog show từ bé anh. Wow. Từ 2 tháng tuổi đã được đi rồi. 2 tháng tuổi. Vâng. Bắt đầu chuẩn bị để đi là 3 tháng là đi. Hà chia sẻ cho anh biết cái quá trình của Zico như thế nào được không nhỉ? Zico thì được bạn Lê Hà Phương. Lê Hà Phương là chủ một tiệm váy khá nổi tiếng ở Hà Nội. Ừ. Mua về từ lúc 45 ngày tuổi, đặt ở bên Hàn Quốc. À, nguồn gốc là bên nhập từ Hàn Quốc. Vâng đúng rồi anh. Thì sau đấy là được nuôi dưỡng tại Hàn Quốc và được đi thi vô địch Hàn Quốc. Vô địch Hàn Quốc. Vô địch Thái Lan. Wow. Và vô địch Việt Nam và là con chó top 1 Việt Nam 2018. Top 1 Việt Nam năm 2018. West Corgi Bambop. Ok, rất là tuyệt vời. À. Đây là rất nhiều anh em mà đã từng xem Nhân Tốt TV đều biết là mình cố gắng là mình phải chọn những cái chú chó và những cái người chủ mà thật sự là đẳng cấp để quay lên cho anh em được xem. Zico là một trong những cái chú chó mà cô ghi là dog show từ bé luôn. Đấy, dòng dõi. Thì Hà có thể chia sẻ cho anh một cái thông tin mà rất là hơi bị tế nhị một tí là ví dụ cái hồi mà ngày xưa mà nhập Zico là trị giá là bao nhiêu tiền đó? Nhập Zico thì lúc 2 tháng, từ lúc đẻ đến lúc 2 tháng thì giá trị nó là $11,000. $11,000 là khoảng tầm hơn 200 triệu. Vâng. Và đến khi mà về đến Việt Nam là tổng giá trị của nó rơi vào tầm $38,000. Wow. Vâng. Sau khi hoàn thành khóa du học. Hồi mà mua là lúc khoảng tầm là 2 tháng tuổi đấy à? Vâng. 2 tháng tuổi là trị giá là $11,000. Vâng. Sau đấy là gọi là đi du đấu đúng không? Vâng. Đi du đấu các giải tại Thái Lan, tại Hàn Quốc. Vâng. Thì khi mà về Việt Nam là lúc đấy là khoảng tầm hơn 1 tuổi à? Về Việt Nam là 1 tuổi rưỡi gần 2 tuổi anh. Ừ. Là đầy đủ các cái giải thưởng. Đầy đủ các giải thưởng. À. Ok, đó. Đây là một cái chú chó mà cô kê thực sự là dòng dõi và tham gia những cái kỳ thi dog show là từ bé luôn. Thì những cái hình ảnh đấy thì mình sẽ nhờ Hà chuyển lại cho để mình sẽ lồng vào video để cho anh em được xem. Là nói cái gì cũng phải nói có sách và mách có chứng. Đó. Tiếp theo cái câu chuyện thì mình sẽ nhờ Hà là một cái người mà nuôi Corgi và huấn luyện Corgi trong một cái thời gian cũng khá là dài. Sẽ chia sẻ những cái kiến thức về cái giống chó này để cho anh em được biết. Hà ơi cho anh hỏi một cái là cái nguồn gốc xuất xứ của cái bọn Corgi này là như thế nào nhỉ? Corgi này là nguồn gốc là từ xứ Wales thuộc nước Anh. Nó là giống chó chăn cừu. Lùn lùn này mà chăn cừu được. Vâng. Lùn này nhưng mà lại chăn cừu rất tốt. Hay quá. Đó. Tức là nếu mà xét thì là nó là thuộc dạng gọi là working dog đấy nhỉ? Đúng rồi anh, nó là thuộc dạng working dog, nó là cùng nếu mà trong khi đi thi là nó cùng với cả nhóm chó của Béc Dê. Cùng với là nhóm chó của Malinois. Nó là cùng nhóm, là cùng nhóm 1 luôn. Vâng. Ok. Đó, trông lùn lùn như thế này thôi nhưng mà là nguồn gốc là xuất xứ là một cái giống chó chăn cừu. Nhưng mà chắc là bây giờ thực sự là bên châu Âu người ta cũng không chăn cừu mấy, thì bây giờ làm pet và làm cảnh đúng không anh? Thì nữ hoàng Anh thôi anh. Con này nổi tiếng là nhờ nữ hoàng Anh nuôi. Thì mọi người biết đến nó nhiều hơn. Là giống chó nó làm pet rất là đáng yêu, nhất là cái quả mông này. Đó, ok, thì bây giờ tí nữa mình sẽ hỏi
thì anh thấy là như thế này này, cái mông Corgi này người ta cứ thấy là cái mông có hình trái tim. Vâng. Và anh thấy không có đuôi, không có đuôi này là không có đuôi bẩm sinh hay là không có đuôi là bị cắt? Đa phần là do cắt và cũng có một số cá thể trường hợp là nó có bẩm sinh. À, thế tức là bọn này là nếu mà sinh ra thì vẫn có đuôi? Sinh ra là nó có đuôi bình thường anh. Đuôi ngắn hay đuôi dài? Đuôi dài. Đuôi dài. Vâng. Ok. Đấy, nhưng mà đa số em có thể quay cho anh cái phần mông của nó. Đấy, mọi người nhìn thấy Corgi là rất là yêu cái phần mông. Đó, nhìn này, yêu không? Đấy, trông tròn, trông rất là phê. Nhưng mà đấy là cái đuôi này là đuôi cắt luôn. Đuôi cắt này. Đuôi cắt này, đây là đuôi cắt này. Đấy. Và bình thường nếu như mà đẻ ra thì Corgi nó vẫn có đuôi. Vâng, vâng, đuôi dài, cong thẳng này. Nhưng mà tại sao? Tại vì vấn đề của mình nuôi chó đấy. Vâng. Thì là nếu như những cái giống chó mà nó tự cộc tự nhiên, hay là cái giống chó mà cắt như kiểu Doberman hay là Minpin, thì người ta cắt đi là để mà thẩm mỹ hay là về cái gì? Là về cái tính năng làm việc của nó anh. Ừ. Bởi vì bên nước ngoài người ta nuôi chó thì pet là một phần, nhưng mà phần nữa là còn tính năng làm việc của nó nữa. Ừ. Giống như giống chó này nó là giống chó working, là giống chó chăn cừu. Mà khi đi chăn cừu mà đuôi nó dài quá thì khả năng nó sẽ bị gãy đuôi. Ồ. Khi làm việc rất là khó khăn nên người ta sẽ cắt đi. Ừ. Để khi nó dễ dàng nó luồn lách ra giữa chân những con cừu và những con bò đó anh. À. Nó dễ dàng hơn, okay. Nó tránh khả năng nó bị gãy đuôi, bị ảnh hưởng. Tổn thương. Vâng. Thương. À, đó. Đấy thì cũng phải để mà nói cho anh em được biết là cái việc cắt đuôi hay bị phẫu thuật đuôi này không phải do anh em Việt Nam nghĩ ra, mà đây là do các nước phương Tây mà người ta rất là yêu quý con chó. Nhưng mà ngay từ ngày xưa là những cái giống chó mà nổi tiếng cắt đuôi là Doberman này, Rottweiler này, Minpin này, Boxer, rất nhiều giống chó ở bên phương Tây người ta đẻ ra, người ta sinh ra người ta cũng đã phẫu thuật đuôi, và trong đấy là có Corgi. À, với cả hình như anh thấy là có cái bọn mà bull pháp hình như là cũng đẻ ra là cũng không có đuôi mấy nhỉ? Bull pháp thì đẻ ra là không có đuôi sẵn rồi anh. À đó, đó. Ok. Đấy thì bây giờ tiếp tục cái câu chuyện về cái giống chó mà Corgi này đi. Thì lại nói về cái nguồn gốc này, anh lại thấy ở trên mạng là có thêm một cái giống chó mà Corgi mà cái màu vền vệ. Nó là West Corgi Cardigan. À Cardigan. Vâng. Ok. Cái giống đấy và cái giống này thì có gì liên quan hay có gì khác biệt không em? Về ngoại hình thì nó tương đối giống nhau. Ừ. Nhưng mà thực chất nó là hai giống hoàn toàn khác nhau. À. Vâng. Tức bọn kia cũng tên có một cái phần là tên là Corgi. Vâng. Bọn này thì nếu là tên chính xác nó là gì Corgi? Nó là West Corgi Pembroke. À, Pembroke. Vâng. Còn bọn kia là Cardigan. Vâng. À. Và anh cũng thấy là nó chân thì nó ngắn này. Vâng. Người thì nó dài, tai thì nó dựng. Đúng rồi anh. Nhưng mà đây lại là hai giống chó là tách biệt hẳn ra nhau à? Đúng rồi, hai giống chó hoàn toàn khác nhau. Nó là có hai bản tiêu chuẩn riêng cho hai giống chó. À, và cũng được FCI công nhận. Đúng rồi anh, vẫn được FCI công nhận. Và không, gọi như là hai bọn này là không có gì là trong cùng một giống luôn. Vâng, đúng rồi anh. Ồ, đấy là một cái thông tin mà mình và Hà chia sẻ, anh em nói chuyện. Thực sự là mình cũng không biết nhiều về giống chó Corgi này. Đó là tất cả những thông tin là đều nhờ anh em tư vấn, đều nhờ anh em nói chuyện. Thì đây là Corgi này và gọi như là một cái loại mà vệ to hơn. Cardigan là hai giống chó là khác biệt hẳn nhau, khác hẳn giống loài nhau nhé. Đấy, để anh em được rõ. Thì Hà có thể chia sẻ cho anh được biết là với cả cái điều kiện mà nóng ẩm này, nhiệt đới của Việt Nam thì có phù hợp nuôi cái bọn này không? Thì bọn này nó ở xứ Anh, nước Anh mà anh. Thì bên đấy nó xứ khá lạnh, đúng không? Rất lạnh. Ừ. Thế nên nó chịu nóng khá kém. Ừ. Mình nuôi nhất để cho đẹp nhất là nên nuôi trong điều hòa. Điều hòa. Vâng. Ok. Corgi thì có một cái lớp lông rất là dày. Đấy. Lớp lông rất là dày này. Bọn này là lông hai lớp à? Đúng rồi anh, lông hai lớp. Lông hai lớp rất là dày. Thì cái điều kiện đây giống như anh em được nhìn thấy là một cái chú chó một cái bộ lông cực kỳ đẹp luôn. Tơi rồi là đây này, từng cái sợi nó tách biệt hẳn ra. Còn nhiều bạn mà bạn nuôi trên mạng mình thấy là cái lông nó bết vào nhỉ, hay là nó vón cục vào thì nuôi cực kỳ xấu luôn. Khi mà các bạn nuôi Corgi này thì tốt nhất là nuôi trong một cái môi trường là mát mẻ. Và bọn này có cần cái không gian rộng rãi để chạy nhảy không? Cũng khá cần đấy anh ạ. Ừ. Bởi vì bọn này nó dễ gặp các vấn đề về xương khớp. À thế à? Vâng. Thì cần một cái thường khoảng thời gian vận động cũng khá lớn. Một ngày thì bình thường em cho đi vận động như thế nào? Một ngày thì sáng em cho vận động khoảng 1 tiếng buổi sáng và 1 tiếng buổi chiều. Ừ. Sau đấy là thả tự do. Tức là chỉ đi bộ thôi đúng không? Bọn này chắc là chỉ cần đi bộ thôi. Không, anh có thể cho chạy. À, cho chạy à? À ok, cũng rất là hay. À, theo chia sẻ của Hà thì đây là cái giống chó mà gặp khá nhiều các cái bệnh về xương khớp. Một là vấn đề là như thế nào?
mình đây là anh cảm quan thôi, xương khớp là một ấy, là cái chân nó ngắn, đúng rồi anh, người nó dài thì chứng tỏ là cái bàn chân này, cái xương chân của nó phải chịu đựng cái trọng lượng cơ thể là khá lớn, vâng, đúng không? Đúng rồi anh. Mà vấn đề là bọn này nó hay bị bệnh béo phì. À, chúng nó ăn rất là khỏe nên là dễ cái bệnh lớn nhất cho bọn này là béo phì. Thế thì tức là nếu nuôi bọn này thì cũng không cần phải bổ sung quá nhiều chất đạm hay chất béo đúng không? Không, mình bổ sung theo cái giai đoạn phát triển. Ừ. Ví dụ như hồi bé thì mình phải ăn cái lượng cái hạt mà như nhà em là em hiện tại em cho ăn hạt. Ừ. Thì khi bé thì em phải cho ăn một cái lượng đạm nó khá là cao để cho nó phát triển. Để cho phát triển. Xong rồi khi đến khi giai đoạn này thì em lại bắt đầu giảm hãm lại và em cho ăn một bữa một ngày thôi. Ok ok. Đấy, bây giờ em cho nó đứng lên để cho mọi người khán giả người ta được nhìn. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Đây là một cái chú chó mà dog show được rất là nhiều giải rồi. À, anh em có thể nhìn thấy. À, đầu thủ thì là mình quay từ đoạn đầu video rồi. Đây là cái phần dáng sâu của một cái chú chó. Corgi thì đầu thủ thì rất là to, mõm dài, tai dựng, chân ngắn, chân rất là ngắn và người rất là dài. Đó, anh em nhìn thấy là cái thần thái này rất là đẹp. Thì như Hà chia sẻ ấy, thì bọn này là bị rất là dễ bị bệnh béo phì. Đấy thì cái chân ngắn người dài. Đấy. Còn cái phần này của nó là không bị béo đâu nhá. Phần này là lông nó rủ rồi. Đấy anh em nhìn thấy này, nhưng mà rất là đẹp. Đây một cái chú chó tổng thể cực kỳ đẹp luôn. Trông thế này thôi nhưng mà nguồn gốc của nó là giống chó chăn cừu. Nên cái sự vận động hàng ngày là anh em vẫn phải cho đi vận động hàng thường xuyên nhá.